Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một con xe Gally nha anh em. Đấy, Gally 206, xe nhái Toyota. Xe hiện tại rất đẹp. Anh em mình mua về là chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi nha anh em. Đấy, con này 206, máy 1.6 rất là lợi xăng. Máy 1.5 á, con này máy 1.5. Đó, mâm lốp theo xe rất là đẹp này. Con gì xài phụ tùng Toyota nha anh em. Đấy, xài phụ tùng Toyota. Nói chung là xe không lỗi gì hết đó. Sơn xi bên ngoài đẹp, làm bệ máy móc chạy ngon anh em, ở lợi xăng, phụ tùng xài chung với phụ tùng Toyota. Chạy thì bền bỉ như Vios luôn nha anh em. Chạy thì bền bỉ như Vios luôn. Không có một điểm gì phải chê hết cho anh em. Đó, giá tiền thì rất là hợp lý. Đó. Con này có 78 triệu thôi nha anh em. Đấy, 78 triệu bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha anh em. Đấy, nhái Toyota. Bền bỉ là như Vios luôn. Đấy, chạy lành tính cực kỳ, êm ái nhẹ nhàng. Giá tiền thì lại rất là hợp lý, biển 92 Quảng Nam nha anh em. Giấy tờ công chứng rút hồ sơ trong vòng một nút nhạc thôi. Giấy tờ sang tên là hợp lệ nha. Xe có mấy chục triệu thôi nhưng mà giấy tờ sang tên là bình thường. Đó, bền bỉ như Vios luôn. Phong dáng nội ngoại thất đều rất là đẹp nha anh em. Mâm đúc theo xe anh em đã thấy nè, mâm rất là đẹp này. Đó, mâm 15 bên này, lốp láp còn mới nha anh em, lốp láp mới hết. Lốp láp 80% hết nha anh em. Đấy. Phong dáng xe rất là đẹp, màu trắng nữa. Đấy. Anh em mình mua về sử dụng gia đình đi rất là ok. Màn hình này Android, màn hình rồi có cam lùi đầy đủ nha em, màn hình cam lùi. Nội thất bên trong rất đẹp, 206 rồi còn khá 1 năm nha anh em. Còn khá 1 năm, 3 năm nữa, 3 năm khá 1 năm nữa. Xe thì có tích hợp xi nhan gương này. Khám đăng kiểm thì đến tháng 6 nha anh em, cuối tháng 6. Khám đăng kiểm này cuối tháng 6 này. Năm 2023. Có xi nhan gương. Nói chung 4 kính bấm điện. Máy 1.5 rất là lợi xăng. Đèn bi sinh năm luôn này, đèn bi rồi đèn cản cũng là đèn bi luôn này, đi rất là sáng nha anh em. Đấy. Đi về đèn rất là sáng, xe form dáng rất là đẹp. Giá tiền thì cực kỳ hợp lý luôn, có 78 triệu thôi. Đấy, 78 triệu nha anh em. Bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc. Đấy. Phụ tùng thay thế của nó rất là dễ kiếm nha anh em, phụ tùng là xài chung với đồ Toyota. Tay nắm cửa đồ này cũng giống Vios hết này. Đấy. Nằm theo, nội ngoại thất rất là đẹp. Vô lăng 4 cháu có túi khí nha anh em, có túi khí, có ABS đầy đủ luôn. Đấy. Tắp bi tắp lô anh em nhìn giống Vios 206 không? Đó, nó xài chung mà, kính bấm điện rồi nó cũng xài chung với lại Vios này. Toyota Vios xài chung với đồ Toyota hết. Nếu đây là phụ tùng thay thế rất dễ kiếm, anh em không phải lo ngại về vấn đề phụ tùng. Tắp bi tắp lô rồi những cái tay nắm cửa này giống Toyota hết. Đấy. Nhưng mà anh em mà ví dụ mua về mà ví dụ như cần thay thế cái gì thì anh em cứ gọi cho em. Anh em sẽ kiếm phụ tùng cho anh em mình nha. Tắp lô tắp ly anh em thấy này. Đó, không thấy gì Vios đấy. Có túi khí này nè, có túi khí này. Bảng đồng hồ bên trong này rất là đẹp này. Trung tâm mặt đồng hồ tắp lô này. Cực kỳ giống Vios luôn. Con số 5 số nhẹ nhàng nha nè. Có camera lùi này. Những cái núm điều hòa anh em thấy không? Giống Vios 206 không? 206, 207 y chang. Không thấy gì hết. Máy móc thì 1.5 xăng điện tử nhích cái nổ thôi. Rất là dễ nổ nha em. Đồng tiền có 78 triệu thôi, mua về chạy sướng. Chạy sướng như Vios nè. Vô lăng 4 cháu rồi, có túi khí rồi đầy đủ nha. Máy móc nhất cái là nổ thôi. Rất là dễ nổ luôn nha. Máy móc nhất cái là nổ thôi. Đó. Máy móc nhất là dễ nổ lắm. Âm thanh màn hình đều đầy đủ nha. Kính bấm rồi này, hoạt động tốt nha. Máy móc phải nổ rất là êm, kính bấm điện hoạt động tốt nha. Cả kính bấm điện hoạt động lên xuống nhẹ nhàng lắm. Máy lạnh điều hòa máy nha. Cái nấm điện này nè, lên xuống nhẹ nhàng trơn tru cực kỳ luôn. Đầy đủ hết nha. Nén thêm cách nhiệt rồi hết rồi. Trần là trần mỹ luôn, rất là đẹp. Trắng nắng rồi, nói chung xe thì sạch sẽ nha. Nội thất thì đẹp như mới. Vân tay rồi đây, cần số, côn số nhẹ nhàng cực kỳ. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Nói chung xe chạy nhẹ nhàng lắm. Màn hình đầy đủ như này, màn hình âm thanh loa đài đầy đủ luôn. Điều hòa máy lạnh mát, vô lăng tay lái trợ lực. Đó, nhẹ nhàng hết nha anh em, vô lăng tay lái trợ lực này. Rất là nhẹ nhàng luôn. Nghe em thấy không? Vô lăng tay lái trợ lực dầu như này. Đấy. Vô lăng 4 cháu có túi khí này. Âm thanh loa đài thì rất là hay nha anh em. Đó, âm thanh loa đài đầy đủ hết. Để ý như thế, để ý như thế.
Anh ơi, cái mở cái nhạc, mở cái nhạc mà. Vô lăng muốn cháu như em, gương kính bấm điện chỉnh điện hoạt động tốt hết, nhưng mà nhạc dẻo đầy đủ như em. Camera lùi này nè, camera lùi đầy đủ này, thấy không? Ok, âm thanh loa đài rất là hay. Đợi nó lốt nào. Nhà còn nhà trữ tình không anh? Chúc âm thanh loa đài camera lùi đầy đủ này, không thiếu thứ gì này. Giá tiền có 78 triệu thôi này, quá hợp lý anh em nè. Anh em mua về vừa đi vừa tập lái rất là ok nha anh em. Đấy, phong giấy nội thất đẹp, vừa đi vừa tập lái rất là ok. Cửa nẻo đóng chắc chắn lắm nha, nghe tiếng cửa đóng đã lắm. Đấy. Nội ngoại thất là đẹp này, vừa đi vừa tập lái rất là ok luôn. Anh em mình mua về sử dụng rất là tốt nha anh em. Mua những dòng này đi sau này bán đỡ lỗ nè mà. Đấy. Vừa tập lái vừa cứng tay lái mà sau này đi đỡ lỗ. Giá tiền rất hợp lý. Khám đăng kiểm còn khá 1 năm nữa. Dài. Đấy. Khám đăng kiểm 1 năm nha anh em. Vuông dáng đẹp. Xe công chứng giấy tờ rút hồ sơ bình thường nha anh em. Đấy, hợp lệ 78 triệu bên em bao vận chuyển, anh em nào vào thiện chí vào xem xe bên em có bất lập cho anh em chạy về nha. Đấy, cột kè bên em kiểm tra rồi. Đây là xe cũ thôi nhưng mà không đông động, không ngập nước, phụ tùng xài chung với Toyota nên là không thiếu bất cứ thứ gì hết nè. Mông đúc vào năm, mông đúc theo xe rất là đẹp, độ đầy đủ hết này. Ok. Phong dáng đẹp cực kỳ nè anh không. Gầm bệ thì không có tiếng mục nha. Gầm bệ gầm mà đấy, cũ gầm hết rồi. Gầm bệ đẹp như này. Bùa nó hơi xì, nó hơi kêu tí nè. Còn ngoài ra là không có một tí lỗi gì hết nha anh em, không có một tí lỗi gì hết. Phong dáng đẹp cực kỳ anh em thấy không? 78 triệu quá hợp lý anh em ơi. Khám đăng kiểm còn khá 1 năm nữa. 206 mà, đời cũng khá là ổn được. Đấy, quá hợp lý. Anh em vào xem xe có bất lọc cho anh em chạy về nha anh em. Đấy. 78 triệu quá hợp lý anh em. Máy lạnh, điều hòa, âm thanh loa đài đầy đủ có hết nha anh em. Đấy. Từ 206, khám đăng kiểm 5. Kính bấm điện là hoạt động tốt hết này. Đó, lên xuống nhẹ nhàng hết nha anh em. Nhẹ như xe đời mới luôn. Máy móc nổ êm, chạy khá là ok. 0.5 thì khá là lợi xăng anh em, không đến nỗi hao xăng đâu. Nhái Toyota, xài chung một tuần với Toyota Gally đó. Đây, bật cái xi nhan em. Xi nhan có xi nhan gương rồi đầy đủ nha anh em. Xi nhan gương rồi đầy đủ, rất là đẹp nè. Ok, mở máy đi. Đèn đồ có đèn cản rồi, lái sẽ bật cho anh em coi nha. Máy đây anh em. Động cơ xài cơ Toyota. Đó, rất là ok. Cột kè phía trước bên em kiểm tra hết rồi này, còn nguyên. Đó, máy móc thì đơn giản lắm, không có gì phải khó, phụ tùng thay thế đầy đủ nha em. Anh em mua thiếu cái gì anh em cứ alo cho em. Đấy. Máy 0.5 rất là lợi xăng, 0.5 phun xăng điện tử cực kỳ lợi xăng luôn. Camo ở đây rất là đẹp này. Anh em thấy không? Xe như thế này mà giá có 78 triệu quá hợp lý anh em. Đấy, form dáng đẹp, nội ngoại thất, máy móc chạy ngon. Đấy. Giá thì rất là hợp lý, hữu nghị cho anh em mình luôn. Anh em thấy không? Đầy đủ đẹp hết nha. Hồi lên bật đèn em đi, đèn là đèn bi sinh nông luôn nha anh em. Đèn bật đèn đi anh. Anh em thấy không? Đèn là đèn sinh nông luôn này. Đấy, đèn cản là đầy đủ thế này. Đó, không thiếu thứ gì hết cho anh em. Đó, anh em thấy không? Đèn bi sinh nông luôn. Đó. Ok, tắt máy tắt đèn đi. Đèn thì đi ban đêm rất là sáng, không có gì phải lăn tăn hết. Bật cái ưu tiên anh. Đó, xi nhan gương hai bên là đầy đủ hết này. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy không? Sang như xe đời mới luôn. 78 triệu quá hợp lý anh. Xe cũng phủ gầm cách âm rồi hết rồi, chạy khá, nói chung khá là êm ái. Đó. Em hơn so với Vios nha anh em. Đó. So với Vios cùng đời á. Gầm bệ đẹp nè anh em thấy không? Gầm bệ phủ gầm rồi hết rồi, cách âm rồi hết rồi. Chống mục, chống rét, chống cách âm tốt.
rất là đẹp, 78 triệu nha anh em, vào xem xe liên hệ em nha. Đấy, số điện thoại em để bên dưới. Phong dáng xe này nói chung khá là vừa túi tiền của anh em mình mua về sử dụng đi ngay nha. Đấy. 92A315 65 nha anh em. Đấy. Anh em nào rút hồ sơ công chứng giấy tờ hợp lệ nha anh em. Đấy. Quá đẹp anh em. Rồi, đó. Anh em nào mà cần thì alo em, giấy tờ sang tên rút hồ sơ hợp lệ nha anh em. Đấy. 206 còn khá 1 năm dài. Mông lốp thêm xe đẹp nha, không lỗi nha anh em. Máy móc chạy ngon, máy lạnh điều hòa mát. Màn hình camera lùi có luôn. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.